Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giám sát các thiết bị hạt que với công cụ giám sát Zabbix. Ở đây mình có một Zabbix server phiên bản 5.0 đã được cài đặt sẵn SNMP Tools và một thiết bị Cisco với mã là C9002. Rồi mình sẽ dùng lệnh Zabbix server -b để show version của Zabbix server ha. Rồi, Zabbix server của mình đây là 5.0.5 ha. Tương tự, mình cũng có một thiết bị Cisco ha. Show version để xem cái model của máy ha. Đây, mã máy là C9200L48T. Rồi, để mà config cho phần giám sát này, mình sẽ sử dụng giao thức SNMP ha. Và version 2 trên thiết bị trên Zabbix server, chúng để kiểm tra xem cái phần kết nối SNMP bắt tay giữa Zabbix server và thiết bị phần cứng đã thông chưa. Ta sử dụng SNMP work ha. SNMP work -v là version. Chúng ta sử dụng version 2 ha. -c là community string. Ta sẽ lấy cái IP management của thiết bị Cisco này. IP management của nó là 10.254.0.86 ha. Rồi ta sẽ thử get. Rồi. Không có thông tin được nhận về ha. Timeout no response for 10.254.0.86. Rồi. Vậy tức nghĩa là trên thiết bị Cisco này chưa cấu hình SNMP hoặc là cấu hình sai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi cấu hình ha. Ta vào mode config. Ta sẽ sử dụng command là SNMP -server và dùng option là community. Khi sử dụng option community này đồng nghĩa chúng ta sẽ enable SNMP và thiết lập SNMP community string ha. Rồi ta dùng option là community string của chúng ta là Zabbix 5. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ có cái option như là read only hay là read write ha. Với SNMP thì còn cho phép chúng ta đọc ghi nữa chứ không phải là không. Hiện tại chúng ta monitor cho nên chúng ta chỉ dùng quyền read only là được. Rồi ta get lại. Đây, sau khi cấu hình đẩy SNMP thì đây là tất cả những thông số mà Cisco device gửi qua cho Zabbix server thông qua cái community string là Zabbix 5 khi nãy ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành monitor dựa trên các thông số mà Cisco device gửi ra ha. Ở đây chúng ta có sysname nè, syscontact nè, system uptime nè, vân vân, rất nhiều thông số ha. Đó, system name nè. Rồi, mình sẽ thử monitor về decryption của một interface nào đó ha. Mình sẽ lấy đại một interface nào đó. Rồi mình sẽ lấy đại interface là 22 ha. 1.0.1.0.22 với chuỗi SNMP khi nãy chúng ta sẽ grab ra ACC để xem cái giá trị của nó là gì. Đây ha, giá trị của ACC của description của interface là IF alias ha, 30 tức là của chính xác cái interface đó ha, theo thứ tự alphabet ha. IF
alias ở đây tức là interface alias đó. Rồi ta sẽ thêm description của bọt số 10 ha, 1.0.10. Description mình đặt là Zabbix Training ha. Rồi right click lại, kiểm tra lại cái config mà chúng ta vừa kiểm tra vừa cấu hình ha. Đây bọt số 10 description của nó đang là Zabbix Training ha. Ta sẽ grep lại với giá trị tìm kiếm là if alias ha. Rồi để xem cái tên của chúng ta có vừa thay đổi, có vừa thiết lập, có nằm, có xuất hiện ở trong đây không ha. Nếu như có xuất hiện ở đây tức là SNMP cập nhật liên tục từ SQL Database sang Zabbix Server ha. Đây if alias 18 là nó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành monitor bằng cách khởi tạo host mới ha, create new host. Host name ha, chúng ta đặt host name ha. Host name như thế nào tùy chúng ta. Đây là Zabbix agent ha. Chúng ta không dùng Zabbix agent. Type của chúng ta là SNMP. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng là SNMP agent. Remove phần này đi. Rồi. Version 2 ha. Và là IP management của thiết bị Cisco ha, 10.254.0.86. Bot default và SNMP community string là Zabbix 5. Rồi, ta add. Sau khi add xong, ta sẽ tiến hành khởi tạo item để monitor ha. Thì item là gì? Thì trong topic trước mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Ở đây thì mình sẽ làm ngắn gọn thôi ha. Chúng ta sẽ làm item, khởi tạo item về bằng SNMP. Create new item ha. No interface found. No interface found. Kiểm tra lại IP management 10.254.0.86. Tại sao lại no interface found ta? À, cái phần Zabbix type này tức là chúng ta sẽ sử dụng giao thức SNMP ha, không phải là Zabbix agent. Default khi chúng ta create new một item mới sẽ là Zabbix agent. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ điền key ha. Tiếp đến chúng ta sẽ cần thông số SNMP ORD. Ta sẽ dùng SNMP translate để translate cái phần name này ra ha. Chúng ta cần chính xác là if alias 18 ha.
SNMP translate trừ O N. Rồi trừ cái khi mà chúng ta mong muốn ha. Rồi đây là OID của chúng ta. Và vì đây là lĩnh dạng chuỗi string ha, cho nên chúng ta sẽ chọn là character interval. Update interval này ta sẽ giảm xuống 30 giây cho nhanh ha, tại vì 1 phút 10 giây luôn cho nhanh. À không được điền dấu xuyệt vào trong phần key. Chắc là mình chỉ điền số 10 thôi ha. Name 10. Rồi. Rồi, như vậy chúng ta đã create thành công một item ha. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ test cái data ha. Get value. Rồi, đã get được value là JBit training ngay tại điểm hiện tại ha. Rồi, tiếp đến chúng ta sẽ create new một item, một trigger tương ứng với cái item mà chúng ta vừa tạo ha, để hệ thống thông báo cho chúng ta khi có sự thay đổi. Interface names has changed. Severity level chúng ta sẽ đặt là warning ha. Rồi, cái điều kiện chúng ta sẽ chọn vào select vào cái item khi nãy chúng ta vừa chọn. Và cái result. Kết quả cuối cùng ha. Khác. Chúng ta sẽ khai báo cái name ngay thời điểm hiện tại luôn. Nếu như chúng ta sẽ giả lập, nếu như cái tên mà khi mà JBit kiểm tra khác với cái JBit training này thì sẽ thông báo lỗi ha. Và khi nào cái JBit training, cái name của cái bọt đó trả về đúng cái JBit training, đúng tên JBit training, thì sẽ resolve cái item đó ha, resolve cái problem đó. Rồi ta add thành công rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử, ta sẽ sang phần lattice data và problem. Chúng ta sẽ mở hai tab này để view ha. Ta sẽ chọn host. Data ở thời điểm hiện tại, data mới nhất ở thời điểm hiện tại đang là JBit training ha. Và đang không có problem nào đến từ host này. Rồi ta sẽ thử change cái name ha. Interface Giga Ethernet 1.0.10. Rồi chúng ta change description. Testing. Thay đổi bất cứ một cái description nào ngoài trừ JBit training. Change for testing. Alright. Rồi ta đã thay đổi xong, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem cái problem của chúng ta có hay không ha. Đây, problem của chúng ta sẽ xuất hiện sau 30 giây. Đây là cái thời gian interval khi nãy ha. Ở cái đây, cái giá trị mới nhất cũng đã được thay đổi thành change to testing ha. Rất là nhanh ha. Tương tự như vậy, chúng ta có thể làm với tất cả các bọc còn lại để biết được rằng giá trị tên, giá trị up down của từng bọt hay như thế nào đó với hệ thống của chúng ta, biết được hệ thống đang thay đổi như thế nào. Rồi mình sẽ trả lại cái description ban đầu là JBit training ha, để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Interval là 30 giây ha. Sau 30 giây thì JBit mới check một lần. Đây, khi được giá trị interface name được trả về như ban đầu thì
problem của chúng ta ngay lập tức cũng sẽ được resolved ha. Và anh em ở đây cái giá trị cuối cùng của chúng ta cũng là trả về service training luôn ha. Rất là tiện. Như vậy chúng ta đã biết cách monitoring rồi ha. Một thiết bị phần cứng. Nhưng mà để monitor được hết tất cả mọi status từ CPU, memory, port, information disk thì chúng ta sẽ phải làm rất nhiều cái item và trigger khác nhau. Thì ở đây Zabbix cũng đã chuẩn hóa cho chúng ta một cái gọi là template. Thì template này sẽ ứng với từng thành phần cụ thể. Ở đây thì ta sẽ có là template theo application database, server hardware ha, network device, database, application. Thì như trường hợp cụ thể của chúng ta sẽ chọn là network device và sẽ chọn là Cisco IOS SNMP ha. Đây, Cisco IOS SNMP. Thì với một template được chuẩn hóa bởi Zabbix thì chúng ta sẽ có được những lợi ích gì? Trước hết thì khi mà template được khởi tạo, được bên đồ sẵn, thì khi mà chúng ta sử dụng template đó đúng với cái điều kiện giao thức monitor của chúng ta thì sẽ generate cho chúng ta được tất cả những thứ mà chúng ta cần monitor. Chỉ những thứ mà thiếu thì chúng ta sẽ phải làm manual thêm thôi, không tốn thời gian của chúng ta ha. Đây là giá trị khi mà mình vừa input cái template vào ha. Thì Zabbix sẽ cho chúng ta được là các discovery rule. Ở đây các item chuẩn nè ha. Item chuẩn, trigger chuẩn của một template. Đây, ở đây chúng ta sẽ có 8 discovery rule bao gồm các discovery về CPU, serial number, Ethernet là port á, fan nè, memory nè, network interface vân vân. Thì khi các discovery rule này được thực thi sẽ tự hệ thống sẽ tự đi tìm kiếm cái thông tin từ mà được đẩy về từ cái thiết bị cần giám sát. Từ đó sẽ bundle ra được các item, các trigger, các graph tương ứng với cái thiết bị mà được monitor ha. Đây, tương ứng với cái network interface discovery, ta sẽ có các item mẫu tương tự ha. Đây cũng là item mẫu của CPU utilization ha. Ta add thêm và update. Thường thì các discovery rule này sẽ tốn khoảng 1 cho tới 2 giờ để tìm ra được cái sản phẩm, các thông số cần thiết tương ứng với từng device. Ở đây mình sẽ capture lại cái thông tin trước khi mà vừa add template vào ha. Trước khi các discovery rule của template đó hoạt động. Chữ SNMP ở đây sáng, tức là giao thức bắt tay giữa Zabbix server và SNMP device, tức là cái Cisco device đó đã hoàn thành ha. Hoàn thành giao thức bắt tay. Ở đây chúng ta có 9 application, 15 item, 9 trigger. Rồi mình capture đến đây ha. Rồi thay vì chúng ta sẽ ngồi đợi khoảng 1 cho tới 2 giờ cho cái template này tự động hoạt động ha, tự động generate ra các item trigger phù hợp với cái device của chúng ta, thì bây giờ mình sẽ fork cho các template này, các discovery rule này hoạt động ngay lập tức. Execute now, nó có gọi lệnh gọi là execute now. Ở đây thì mình sẽ đi restore config ban đầu của box số 10 ha. Và mode config interface giga ethernet 1.0.10 no description,
Rồi, mình sẽ trả lại cấu hình ban đầu ha. Để đốt cháy thời gian thì chúng ta sẽ đi execute các discovery rule ha. Không đợi nữa. Rồi ta sẽ vào từng discovery rule một ha. Ở đây ta sẽ có cả thể 8 discovery rule. Ở đây update interval của chúng ta là 1 tiếng ha. Đợi 1 tiếng thì cái video này quá dài, cho nên mình sẽ update luôn ha. Fox cho nó update luôn, không đợi 1 tiếng. Thì thường thì chúng ta có thể chỉnh ở đây là update interval về 5 phút, hoặc là có thể là execute now luôn cũng được. À, ở dưới đây có phần execute now nè, đó. Khi mà chúng ta execute now thì đưa vào quá trình hoạt động thực tế thì chúng ta cứ để 1 tiếng ha. Tức là khi cái rule này đã discovery rồi thì 1 tiếng sau nó vẫn cứ discovery lại. Phòng trường hợp chúng ta thay đổi giá trị. Rồi, mình sẽ discovery lần lượt từng rule ha. Rồi, sau khi đã execute hết tất cả các rule thì hiện tại ở đây mình có rất nhiều application và trigger so với ban đầu ha. Đây, mình có 74 application so với 9 application ban đầu ha. 638 item so với 15 item ha. Tương tự như vậy thì trigger cũng vậy, 308 so với 2. Và graph là rất nhiều ha, rất nhiều đồ thị ha. Thì một cái template khi mà đã được discovery hoàn chỉnh thì thường là đa số là sẽ bao hàm hết tất cả những hạng mục mà cần giám sát của một thiết bị tương ứng với cái template đã được lựa chọn. Chúng ta chỉ việc vào kiểm tra và tìm những thứ mà không phù hợp thì chúng ta sẽ manual thêm thôi. Nhưng mà thường là sẽ không manual nhiều, chỉ một vài cái thôi. Tiết kiệm được cho system admin rất nhiều thời gian ha. Đây là cái rule sau khi đã tự động generate ra nè. Đó, tìm được rất nhiều thông số của board ha. Từng board nè, thông số fan, thông số CPU, thông số memory, disk, vân vân. Và đi kèm cũng sẽ có graph luôn ha. Đó, đây là graph của cái trạng thái up nè, up board nè. Operational status là bọc up, bọc down, bọc kẹt mạng á. Đó. Rất dồi dào ha. Một template là thứ mạnh mẽ nhất của Zabbix, đem lại sự tiện lợi rất nhiều cho người dùng. Chúng ta cũng sẽ có bin status đây nè. Bin status response time. Chúng ta xem graph thử ha. Thời gian phản hồi response time tức là thời gian phản hồi á. Đó. Thời gian phản hồi khi mình ra biết gọi đến cái Cisco device này. Graph thể hiện rất là chi tiết ha. Chúng ta cũng sẽ có free memory nè. Free memory theo thời gian. Theo thời gian ha, 400 MB ha.
chúng ta có thể chỉnh lại là mê hoặc là phần trăm tùy chúng ta. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành việc hướng dẫn cho các bạn phần monitor giám sát các thiết bị phần cứng, cụ thể là Cisco.